Tầng là 4 phòng này. Một phòng có chia đều ra 18,7 m, cả vệ sinh. Mặt trước rất là thoáng. Nhà được cái làm tủ bếp rất là đẹp. Giờ nói chuyện chủ nhà xem. Mở cửa sổ ra thì còn rừng trời đấy là. Đây là phòng thứ ba này.